Chuyển sang những thông tin thời tiết. Như đã thông tin thì miền Bắc ngày hôm nay tiếp tục mưa nhỏ. Diễn biến mưa ở khu vực phía Bắc như thế nào vậy chị Thu Hiền? Dạ vâng ạ. Những cơn mưa đầu mùa thì sẽ tiếp tục xuất hiện ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ trong ngày hôm nay. Và kèm theo đó là khả năng xuất hiện mưa to, lốc sét và gió giật mạnh cục bộ. Và ngay lúc này những nơi mà có độ phản hồi màu vàng cam trên radar tại Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Bắc Cạn thì là những nơi mà có nguy cơ cao về các hiện tượng này. Còn với khu vực đồng bằng ven biển bao gồm cả Hà Nội thì sẽ chủ yếu là mưa nhỏ. Thời gian mưa trong hôm nay khả năng sẽ tập trung từ trưa đến chiều. Nhiệt độ toàn miền vẫn ở mức ấm áp do là không khí lạnh suy yếu. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội, Ninh Bình, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Giang hay Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên Phủ sẽ trong khoảng là từ 21 cho đến 24 độ. Riêng Lạng Sơn, Cao Bằng thì sẽ là từ 17 cho đến 18 độ. Còn ở miền Trung, mưa nhỏ cũng xảy ra ở thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới cùng với mức nhiệt là 21 cho đến 25 độ. Còn từ thành phố Huế, Đà Nẵng xuống tới Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết sẽ là từ 28 cho đến 31 độ, trời mát. Khu vực Tây Nguyên thời tiết ít thay đổi, dự báo hôm nay trời nắng đẹp cả ngày, nhiệt độ cao nhất tại Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa khoảng chừng là 29 cho đến 31 độ, riêng Đà Lạt thì sẽ trong khoảng là 22 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, dự báo hôm nay trời sẽ có nắng mạnh. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ sẽ có nắng nóng khi mà nhiệt độ các thành phố, bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh sẽ đều là 35 độ. Còn khu vực miền Tây sẽ trong khoảng là 32 cho đến 34 độ. Dạ vâng, cảm ơn chị Hiền với những dự báo vừa rồi. Và cũng cảm ơn chị Thanh Huyền.